Các sản phẩm từ dê có rất nhiều công dụng, có thể bà con chăn nuôi nhiều mà chưa biết đến. Hôm nay bà Phút Thục Hiệp sẽ chia sẻ cho bà con thêm thông tin về tác dụng của các sản phẩm từ dê. Dê là loài vật tương đối dễ nuôi. Ở Việt Nam có 3 giống dê chính, đó là dê Việt Nam, dê Ấn Độ, dê Mông Cổ. Trong 3 loại trên, dê Ấn Độ là loại lớn nhất. Dê được phát triển khắp nơi, nhất là vùng Trung Du, miền núi. Ở ngoài Bắc có vùng Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình. Ở miền Trung có Gia Lai, Kon Tum, Buôn Mê Thuột. Ở miền Nam có Đồng Nai, Tiền Giang. Đều nuôi rất nhiều dê, từ vài chục đến vài trăm con. Hầu như các bộ phận của dê như thịt dê, tiết dê, gan dê, dạ dày dê, tinh hoàn dê, xương dê, sữa và thậm chí là cả phân dê đều dùng làm thuốc. Nếu như bà con xem video này thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết. Người dân làng Jin Sikun ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tin rằng uống hỗn hợp phân bò và dê phơi khô có thể chữa khỏi nhiều căn bệnh nan y. Phương pháp chữa bệnh kỳ quặc này xuất phát từ một phụ nữ lớn tuổi bị bệnh ung thư phổi trong làng. Một buổi sáng tỉnh dậy, bà Mang Shuang, 66 tuổi nói với con trai rằng hãy kiếm cho bà càng nhiều phân động vật càng tốt. Mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng người con trai vẫn làm theo lời mẹ dặn. Sau khi con trai đem phân về nhà, bà nói với cậu phơi nắng và nghiền thành bột cho bà uống. Bà mẹ cho thấy cảm thấy khỏe hơn nhiều sau khi uống hỗn hợp kinh dị nói trên. Điều đáng ngạc nhiên là dân làng lại tin lời bà dù không hề đưa ra bất kỳ giấy tờ nào cho thấy bà đã đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe. Cơn sốt thuốc tiền trị bệnh nhanh chóng lan khắp làng, đi nhiều người thử uống hỗn hợp phân bò và dê. Người đầu tiên thử phương thuốc này sau bà Ma là cô Xian Li, 40 tuổi. Cô Xian Li mắc bệnh phụ khoa và sau khi uống phân với liều lượng 2 lần trên ngày trong 3 tháng, cô cũng nói rằng sức khỏe được cải thiện. Bác sĩ Đại học Y Dược Trung Quốc thừa nhận, ở thời Trung Quốc cổ đại, phân bò và dê được sử dụng như là một cách để giải độc tố. Tuy nhiên, những phương pháp áp dụng này có nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng nếu phân không được xử lý đúng cách. Và câu chuyện chữa bệnh bằng phân dê này chỉ mang tính chất tìm hiểu, quý bà con không nên làm theo nếu như chưa biết chắc chắn về công dụng thực sự của nó. Về tiết dê, theo tài liệu cổ tiết có tác dụng giải độc, nhất là độc đoạn trường thảo hay còn gọi là lá ngón. Uống tiết dê là có thể giải độc, còn bổ huyết chữa choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi. Gan dê dùng để chữa can phong hư dược, mắt mờ đỏ, sau khi bị sốt mở mắt. Mỗi ngày ăn từ 300 đến 600 gram, nấu chín mà ăn, ăn liên tục nửa tháng. Dạ dày dê chữa gầy yếu, ăn vào bị nôn mửa. Dạ dày dê phơi khô tán nhỏ, mỗi lần uống từ 5 đến 10 gram. Tinh hoàn dê hay còn gọi là ngọc dương, trị thận yếu, hoạt tinh, ngày dùng từ 200 đến 300 gram ngâm rượu uống. Và sữa dê rất bổ, chống suy nhược, mệt mỏi, bổ sức, tăng lực, ốm yếu. Nhiều người cho rằng dùng sữa dê tốt hơn sữa bò, lại không nóng. Tuy vậy, sữa dê thường không có nhiều như sữa bò.